mẹ ơi, mẹ đã ra đi về miền đất lành. Đến nay đã bao năm rồi, nhưng những lời dạy bảo của mẹ ngày xưa sẽ là hành trang cho con mang theo suốt cả cuộc đời này, không bao giờ con quên được. Kỷ niệm bên mái nhà tranh, thuở xưa có mẹ dỗ dành, dăm ba tuổi đầu ngày khóc ngày đau, mẹ chăm lo bạc trắng mái đầu. Nhiều khi trời mưa trời nắng, bao khó khăn cứ theo chân mẹ. Nhiều khi trời đông gió rét, mẹ âm thầm nhường chăn ấm cho con. Nước mắt tuôn trào con nhớ mẹ biết bao, lòng khát khao được sống bên mẹ hoài, để cho con trả hiếu ơn sinh thành, để mỗi ngày được săn sóc mẹ yêu. Nước mắt lăn dài con biết chẳng đổi thay, mẹ đã đi xa mãi nơi suối vàng, lúc sinh thời thì con còn thơ ấu, nay lớn khôn rồi thì mẹ đã qua đời. Kỷ niệm bên mái nhà tranh, thuở xưa có mẹ dỗ dành, dăm ba tuổi đầu ngày khóc ngày đau, mẹ chăm lo bạc trắng mái đầu. Nhiều khi trời mưa trời nắng, bao khó khăn cứ theo chân mẹ. Nhiều khi trời đông gió rét, mẹ âm thầm nhường chăn ấm cho con. Nước mắt tuôn trào con nhớ mẹ biết bao, lòng khát khao được sống bên mẹ hoài, để cho con trả hiếu ơn sinh thành, để mỗi ngày được săn sóc mẹ yêu. Nước mắt lăn dài con biết chẳng đổi thay, mẹ đã đi xa mãi nơi suối vàng, lúc sinh thời thì con còn thơ ấu, nay lớn khôn rồi thì mẹ đã qua đời. Nước mắt lăn dài con biết chẳng đổi thay, mẹ đã đi xa mãi nơi suối vàng, lúc sinh thời thì con còn thơ ấu, nay lớn khôn rồi thì mẹ đã qua đời. Bao đêm dài âm thầm con khóc, khói hương cho mẹ thay nỗi niềm nhớ thương. Bao đêm dài âm thầm con khóc, khói hương cho mẹ thay nỗi nhớ trong đời. Bao đêm dài âm thầm con khóc, khói hương cho mẹ thay nỗi niềm nhớ thương. Bao đêm dài âm thầm con khóc,
khói hương cho mẹ thay nỗi nhớ trong đời. Đứng lên cái đạo kìa, đã chập cho. Rồi, cười lên. Gì vậy ba? Rồi. Khách hàng lũ của em ba ơi ba. Rồi hai mày đứng nhảy luôn coi. Hai thằng điên. Hai thằng điên. Ông mở nhạc thương đơn tí là mở nhạc chút xíu à. Heo nhảy đẹp quá ha. Mày quậy hả mày? Mày quậy hả mày? Đi bạc con cưa là muốn sống. Dạ bò hôm nay ra, tụi nó quýt dạo luôn á. Trước nào? Làm bằng phạt làm. Tủ bỏ không? Cái tủ trong buồn bỏ. Không biết nữa tao làm ba ơi. Thầy xuống kìa. Kìa. Ở đâu vậy? Nè, cái anh này ở bên Mỹ á, anh lấy cái tên đơn trên này gửi cho bà 400.000. Đây bà nhận giùm con. Rồi. Bà có cảm ơn người ta hả gì không? Nói cảm ơn không? Cảm ơn chứ. Phải ăn lấy nhậu gì. Sao ngồi được? Ngồi được. Ngồi được không? Nằm luôn đi, nói đi được rồi. Chú tên gì vậy? Ơn trên. Vậy cậu chúc ơn trên hen giúp ủng hộ tôi cũng mang ơn nhiều lắm. Dạ. Cầu cho gia đình sức khỏe, gắng
mạnh giỏi cho con cháu nó ăn học đi, cái đời tôi là hết rồi, không biết sống đây được tới Tết không nữa. Rồi sao mấy ngày không có đi được nữa hả? Không có đi. Nằm luôn rồi. Sao ông đứt ruột chứ gì? Để ra kêu cà phê uống. Dạ được rồi, được rồi. Nằm hổng ngày cái tận đi đứng có được cái tay để đâu hận ngày đó nè. Vậy là mấy em gài là không có đi được hả? Hôm mưa tới nay cả 18 ngày. Sẽ mời con kia cho 20 ngàn đi xe trong phố. Dạ. Mệt mỏi lắm mà. Chạy chạy ra xe đạp vô kìa. Buồn. Chạy xe đạp vô cơ. Đạp vô cơ. Đi đâu mà trốn, sao mà gặp xe đạp mà trốn. Dạ này nhanh lên. Đâu trời, có sao đâu, chị chạy bên đường mà. Dạ nhanh lên. Dạ lẹ. Đâu có xe đâu, đâu giờ, coi có xe không. Không mày xuống dưới chơi đi. Chạy xe vô cơ. Chết mẹ, xe. Chạy ổ xe đạp rồi. Đâu không dầm có xe không? Giờ mới có xe không? Bước ra giờ mới có xe không? Bước ra giờ rồi, dập trước dùm sau coi. Nhìn bên kia có xe không? Kìa xe kìa mà không dòm. Chết xe kìa. Sao mày là? Ba ca nhân lên. Chữ không rồi. Chữ không nhân lên. Đúng nữa. Đó. Nằm mà nắm áo tôi gì nè. Giống thiếu nợ không? Quá kỳ. Ôi, chơi nắm áo tôi gì kỳ vậy. Không bằng miếng này. Không bằng miếng này nhanh lên. Không bằng miếng này. Không bằng miếng này. Ồ, giỏi quá. Xích đu la lại ơi. Đâu lên.
Ngọc ơi. Ê. Phán à. Sức phán rồi. Lấy chè phán sức thêm rồi. Lấy chè phán sức vô. Hết rồi sức thêm. Ừ tha nách. Tha nách vô. Mình chẳng có phẩm như. Má tao không hay là hết chè phán luôn rồi. Rồi sức mặt kìa, cổ kìa, cổ kìa. Ờ cổ nữa. Gà bi cứ làm gì mà nó nhảy nhảy trời. Là sức. Đi lên nhà bà gà bà Tư ăn cơm đi, ba đó bụng quá nè. Ờ bà Tư kêu mấy cô bà Tư chưa số xong. Mày giả bộ ngủ hả? Tao tán rồi bây giờ mày vào giả bộ ngủ không? Bà Tư. Kêu mày đi mày giả bộ ngủ hả? Hả? Tao vô mày bật tay bây giờ mày tin không? Hả? Thức dậy. Thấy không? Kêu nó đi giả bộ ngủ phải không? Chó à. Đi mày. Giả bộ ngủ hả? Mày dày với tao hả mày? Hử? Kêu mày đi mày giả bộ ngủ hả? Mày thức gì chưa? Mày thức gì chưa? Mày thức gì chưa hả? Mày thức gì chưa? Tao chọt nách mày, chọt nách mày à. Đi nè, đi lên nhà bà Tư ăn cơm nè, quá đói bụng rồi. Dạ. Con cắm đây nè, con lắm mới lại. Bước, bước. Con cắm đây nè. Mệt quá ha. Bước. 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 Đứng lên, đứng lên, đánh quê, lọc, đứng lên, đánh lọc. Dạ. 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 Xỉu rồi. Dạ. 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 Tao bị chém rồi. Dạ. Dạ. Trúng đâu rồi. Dạ. 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 Đứng lên chém nó còn, đứng lên chém nó. Dạ. 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 Kiều Nhi chém á. Kiều Nhi đánh không lợi, Kiều Nhi đánh. Kiều Nhi đánh. Đúng mặt đó kìa. Kìa, nó kìa. Rồi, chém á, chém nó, chém. Gớt kiếm luôn, gớt kiếm luôn. Hiểu rồi cơ. Không biết sao, cái nó bự á, nó cầm nó cái vừa tay. Cầm vừa tay. Kìa, lọc chém với nó kìa, chém với Huy kìa. Chém. Trúng đầu kìa nhà, trúng đầu em kìa. Nó chém dữ rồi kìa. Thổi kìa. Thấy, thấy không thèm luôn. Thấy tài ba rồi ba. Gì? Nhiều được rồi. Rồi sức nách rồi. Sức cái mặt kìa, sức cái mặt. Sức nách rồi. Này gì nè, đọc gì nè. Ui vậy. Sức nách rồi. Trời Phật ơi, trời. Rồi sức mặt ơi, sức cổ kìa. Thằng cổ chưa có kìa. Sức vô cổ nè. Tha vô cổ ơi. Gà quỳ, gà quỳ. Đâu sức lại coi, sức vô thơm lại coi. Gà quỳ, gà quỳ. Sức vô thơm lại coi. Rồi sức cho thơm. Sức cho thơm lại coi nhanh lên. 2 3. Rồi sức. Ờ chét vô. Ờ. Ừ, chét vô. Ờ chét cái mặt vô. Ờ. Chưa quỳ ra chỗ khác. Quỳ ra chỗ khác.